Katana kính chào các bác nhé. Hôm nay Katana sẽ giới thiệu các bác một cái dòng dao cũng cũng đẹp, nói chung là cũng đẹp và cũng đặc biệt. Cái này thì gắn liền với cả cái thuở gọi là khởi nghiệp của Katana đây. Bởi vì là cái mình nhớ cái đợt đầu mà Katana lúc mới mở cửa hàng, hoàn toàn là chưa có hàng, mở cửa hàng nhưng mà rất ít dao. Đấy, thế là thành ra là mình phải nhờ mấy anh bạn bên Nhật là xách tay về, mua trên mạng Rakuten với cả Amazon của Nhật, xách tay về. Đợt đấy mua được mấy con, thì một trong những cái con đấy vẫn còn đến bây giờ. Đấy, con này để như thế là nếu mà tính ra là được 3 năm rồi. Đó, cái hộp thì trông như này đây, chả có gì cả, trông trơn như này. Nhưng mà cũng giới thiệu luôn các bác, đây là chiếc dao của hãng Seto. Các bác có thể Google ra hãng Seto nhé. Đấy, thì mình mở hộp cho các bác xem. Đây, đây là chiếc dao hãng Seto thì cũng thuộc vùng Seki. Đấy, lại Seki đúng không ạ? Đấy, rất nhiều dao của Seki, mình không biết kể bao nhiêu hãng dao, hãng nào cũng đẹp lung linh như này. Rồi, đây là hãng Seto của vùng Seki các bác nhé. Đó, thì ở các những người Nhật luôn luôn người ta quan tâm chi tiết nhỏ nhất này. Hầu hết các con dao khi mà được rèn thủ công thì đều có cái phần nhựa như này nhá, để không đâm vào tay, gắn vào cái mũi này. Rồi, thì đây là cái con dao chính của chúng ta. Đấy, các bác có thể cầm, các bác có thể cảm nhận nó qua hình ảnh được không ạ? Đấy, mình sẽ cho các bác xem từ đầu dao đến chuôi luôn nhá. Đó. Rất đẹp. Thép Damascus. Rồi, ở đây mình đọc cái chữ này trên dao các bác nhé. Chữ này, Seki này, đây là chữ Seki. Seki này là cái vùng Seki các bác nhé. Seto Knight này, Seki City Japan này, VG10 33 layer Damascus. VG10 là cái phần lõi này, là VG10 33 lớp Damascus đây. Đó, và được dập vân búa, trông rất hầm hố đúng không ạ? Đấy, con dao này thực sự thì trước kia khi mà mình mang về mình trưng ở cửa hàng để gọi là như kiểu chống cháy ấy, nhưng mà lại tạo được cái ấn tượng rất tốt với cả khách, các bác đến mua hàng. Đấy, rất nhiều người hỏi, nhưng mà mình nhập về có mỗi con. Đấy. Tiếp theo là cái cán nhá. Cái phần cán này thực sự thì đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái cán, tức là mình review một cái dao mà cái cán nó lại kiểu lạ lạ như này. Đó, nó hơi có hơi hướng giống như kiểu cán gỗ truyền thống của Nhật, các bác thấy không? Đúng kiểu của cán gỗ truyền thống của Nhật luôn. Thế nhưng mà lại là dành cho dao kiểu dao châu Âu. Con này là con, nếu mà tính ra thì con này là Satoku đúng không ạ? Rồi, này, các bác nhìn thấy cái phần dao này, cái phần khâu dao của nó này, trông rất hay nhá. Họ làm tỉ mẩn từng chi tiết. Ở đây họ đục lõi ra, thì xong rồi gắn gỗ vào. Và trên cái thân, cái phần mà gỗ lòi ra này, cái phần gỗ hở ra ấy, họ còn khắc hình bông hoa, hoa hay cái lá thì mình không biết. Đấy, rất là chi tiết, rất là tỉ mẩn. Và cái tiết diện của cái lưỡi con dao này, của cái phần tay cầm này cũng là tiết diện hình chữ D các bác nhé. Đây, giống như dao Sun đúng không ạ? Sun và một số các dòng dao cao cấp khác. Đấy, tiết diện hình chữ D này giúp cho chúng ta khi mà cầm nắm như này, khi mà cầm như này, đấy thì là cái phần mà lòi ra cái phần chỗ chữ D này, thì nó sẽ áp vào cái phần lòng bàn tay, khiến cho cái việc cầm nắm rất là dễ dàng. Đó, rất dễ dàng luôn. Rồi. Đó. Rồi, tiếp theo là cái cán dao này. Cán dao này theo như mình tìm hiểu thì nó được làm cũng từ gỗ ép nhé, chứ không phải là gỗ nguyên chất đâu. Đấy, cũng từ gỗ gọi là gỗ công nghiệp, xong rồi bắt đầu thẹ ghép làm nhiều lớp. Đó. Rất đẹp. Phần cái phần mọi người hay gọi là cái phần phần khâu dao ấy, khâu dao này họ chỉ sơn một cái lớp này chứ không phải là ghép đâu các bác ạ. Đấy, chỉ là sơn thôi. Trông cũng hay hay.
Để mình nhìn kỹ lại xem nào. À, nó là ý các bạn, không không phải sơn đâu, nó là ghép thật. Nó ghép thật. Đây các bác có thể nhìn nhìn những cái vân gỗ ở ngoài thì các bác có thể biết được là nó là ghép thật chứ nó là ghép chứ không phải là sơn đâu. Đấy, rất khác nhau, rất khác biệt luôn. Nhưng khi mà họ mài bóng đi rồi thì mình thật sự không cảm nhận được. Đó. Các bác thật sự là mình rất mong các bác làng rèn ở Việt Nam học hỏi cái cách làm chuôi dao của người Nhật. Quá đẹp luôn, thật sự. Thứ nhất là đẹp, thứ hai nữa là cầm rất dễ, cầm không bị mỏi tay, không bị cấn tay. Đấy, rất là sướng. Cầm cực kỳ thích luôn. Rồi, tranh thủ hôm nay mình cũng bởi vì cái video này thì có mỗi một con dao, mình làm review mỗi một con dao thôi. Thế cho nên là mình cũng giải thích luôn với các bạn cái cách cầm dao của người Nhật nhé. Ở đây thì chắc chắn là sẽ có nhiều bác đầu bếp mà theo dõi cái video này thì cũng không dám muốn dìu qua mắt thợ. Nhưng mà như ở bên Nhật thì mình thấy họ có hai cái cách cầm dao chủ yếu. Một là cầm dao như này. Để ba ngón này nhé. Sát lên chuôi dao. À, sát sát đến cái phần lưỡi này. Chạm vào. Thế sau đó cầm như thế này. Đấy, một tay ngón tay trỏ thì ngón tay cái thì cầm sang bên này và ngón tay trỏ thì cầm sang bên này để mà cắt. Đấy, khi mà cầm như thế này ấy, thì các bác có sẽ rất là cố định được cái lưỡi dao, rất cố định được cái lưỡi dao thật sự khi mà cắt như này. Đó. Một là như thế, hai là mình có thể để cái lưỡi dao lên như này. Đó, mình cắt cũng rất là chắc nếu mình cắt. Đây, các bạn có thể cầm như này. Họ cầm như này. Đây là cái cầm rất phổ biến của người Nhật ở đầu bếp Nhật. Đấy, còn lại thì một số bác cầm dao như thế này, cầm như này chẳng hạn. Thì thực ra ví dụ như cắt những cái đồ mà mỏng ấy, đồ mà gọi là như nào nhỉ, mềm này, mỏng này, nhẹ này, cần lực thái nhẹ này, thì các bạn rất đi rất thoải mái, đi lưỡi dao rất thoải mái. Thế nhưng khi mà cắt đồ nặng ấy, thì nếu mà cầm mà con dao khi mà cầm cái phần cái chuôi này thôi này, đấy, thì là con dao nó rất dễ lắc, lắc cái lưỡi này, đó. Nếu mà khi bị lắc cái lưỡi như thế này thì là cái vừa là nguy hiểm mà lại vừa cắt cái miếng nó không được chính xác. Chính thế cho nên là cái việc cầm dao ấy nó rất quan trọng ở cái là cố định được cái lưỡi dao này, tức là định hướng được cái lưỡi dao này đi theo đúng cái ý hướng của mình là cái rất quan trọng. Thì mình sẽ có một cái bài video riêng để review cũng như là hướng dẫn một số bạn mà chưa biết cách cầm dao cắt sao cho nó đúng, cũng như là cách đặt dao và tư thế đứng. Tạm thời như vậy. Thì trong thời gian tới rất là mong các bạn tiếp tục ủng hộ Katana Vlog để chúng tôi ra thêm nhiều những cái video hay hơn nữa và cũng như bổ ích hơn nữa, giúp cho các bác có thể hiểu thêm về văn hóa dao Nhật cũng như là có thể tìm hiểu thêm một số các dòng dao rất là đặc trưng của người Nhật. Mọi thắc mắc cũng như là comment xin các bác comment ở dưới và cũng đừng quên là subscribe kênh, like và chia sẻ để cho Katana Vlog này có phát triển. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.